ngày 16 tháng 5, thứ ba tuần sáu phục sinh. Nếu thầy không đi thì đấng phù trợ sẽ không đến với các con. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Bây giờ thầy về với đấng đã sai thầy, mà các con không ai hỏi thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy, thầy phải nói sự thật cho các con. Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu thầy không đi thì đấng phù trợ sẽ không đến với các con. Nhưng nếu thầy ra đi, thầy sẽ sai người đến với các con. Khi người đến, người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào thầy. Về sự công chính vì thầy về cùng cha và các con sẽ không còn thấy thầy. Về án phạt vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Có Chúa Thánh Thần hiện diện và can thiệp. Nếu thầy không đi thì đấng phù trợ sẽ không đến với các con. Chúa Giêsu yêu mến các tông đồ, những bạn hữu đồng cam cộng khổ với người trong thời gian người tại thế. Nhưng người phải về cùng với Thiên Chúa Cha, phải chấp nhận cuộc chia ly có lợi theo Thánh ý Cha. Bởi vậy người nói: Nếu thầy không đi thì đấng phù trợ sẽ không đến với các con. Như thế là qua việc phải trở về với Chúa Cha, Chúa Giêsu mở ra cho giáo hội của người thời đại của Chúa Thánh Thần. Trong Chúa Thánh Thần và nhờ Chúa Thánh Thần, công trình cứu chuộc nhân loại còn nối tiếp cho đến tận thế, cho đến ngày Chúa Giêsu đến trong vinh quang của vị thẩm phán chí công. Được sống trong thời đại của Chúa Thánh Thần mà đôi khi chúng ta cứ quên hoặc tưởng không có sự hiện diện của Ngài. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta xác tín sự hiện diện mầu nhiệm và sự can thiệp cách kỳ diệu của Ngài trong giáo hội, trong thế giới, trong gia đình chúng ta và trong mỗi tâm hồn. Có vài nhạc sĩ đều có cùng một cảm nghiệm. Bây giờ, khi nghe lại những bài thánh ca khá phổ biến mà tôi đã viết vào thuở vừa 20, 21 tuổi, tôi mới hiểu ra Chúa Thánh Thần trong tôi mới đúng là tác giả. Có người từ Yên Bái về vùng Đa Guy Bình Thuận sinh sống, nay đã gần 30 năm tâm sự. Giờ tôi mới hiểu ra, nếu Chúa Thánh Thần không hướng dẫn, thôi thúc và ban sức mạnh cho tôi đã không được bình an như hôm nay. Ước gì mỗi người, mỗi nhà nhận ra sự hiện diện và can thiệp của Chúa Thánh Thần trong mỗi biến cố và cả cuộc đời chúng ta, để chúng ta còn tin vào Chúa Kitô và bình an, hạnh phúc. Lạy Chúa, xin giúp các gia đình tạ ơn Chúa Thánh Thần, đấng luôn hiện diện, can thiệp và phù trợ cho mỗi nhà, mỗi người được sống theo Thánh ý Chúa và an vui. Đức bà như hoa hường mầu nhiệm vậy, cầu cho chúng con. Đức bà như lâu đài David vậy, cầu cho chúng con. Lạy mẹ Maria, mẹ là nữ vương của gia đình, của giáo xứ chúng con. Mẹ ở đây với chúng con từ ngày xa xưa, thuở ban đầu. Mẹ xuất chia với chúng con những vui buồn sướng khổ. Mẹ cầu cho chúng con có một tử nhân lành chăn dẫn đoàn chiên. Mẹ giúp chúng con vượt qua bao gian nan thử thách, lúc chiến tranh, cả hồi dịch bệnh. Chúng con xin tri ân mẹ, xin mẹ tiếp tục cầu thay cho gia đình và giáo xứ chúng con vững tin Chúa, sống lời Chúa, mãi yêu Chúa, mãi yêu nhau và yêu hết mọi người.
dù sương khổ, mẹ con cùng nhau sớt chia. Maria mẹ ơi, những năm dài đã qua rồi, có tình thương mẹ cao vời, gia đình con và giáo xứ con luôn nhớ mẹ. Xin tri ân mẹ từ ngày xa xưa thuở ban đầu, mẹ đã thương cùng đoàn con đến đây dựng xây cuộc sống. Dẫu có bao vui buồn với những thăng trầm trong cuộc đời, vẫn luôn được mẹ ơi ơi nguyện cầu cho chúng con yên hoàng. Mẹ ở đây với con dẫu vui buồn dù sương khổ, mẹ con cùng nhau sớt chia. Maria mẹ ơi, những năm dài đã qua rồi, có tình thương mẹ cao vời, gia đình con và giáo xứ con luôn nhớ mẹ. Xin tri ơn mẹ ngày nào kêu van dưới chân mẹ, mẹ đã thương nguyện cầu thay Chúa ban mục tử cao quý. Dẫu khó khăn trăm chiều vẫn gắng cơm dựng xây được nhiều, những cung điện vàng tin yêu nay đoàn con kính tri ân mẹ. Gia đình con ta